chào các bạn ha. Thì hôm nay mình đang tham gia sự kiện là Game Day Sài Gòn ở Aeon Bình Tân. Ở Aeon Tân Phú chứ, mình xin lỗi. Tại đánh một bìu này có thể quay qua người thôi. Rồi, thì tới đây mình bạn sẽ được trải nghiệm tất cả các loại kẹt game và rất là nhiều kẹt game board game khác nữa ha. Nhưng mà hôm nay thì ngày hôm nay đã hết rồi. Hy vọng lần sau các bạn có thể quay được. Và khi tham gia cái sự kiện của bên Yu-Gi-Oh Sài Gòn á, thì mình có được một cái bắt. Thì hôm nay mình sẽ mở cái bắt này cho mấy bạn cùng coi ha. Rồi đây sẽ là bắt Legendary Duelist Durum the Deep. Thì trong đây có thể có cơ hội bạn sẽ được trúng God Rare ha. Wow. Và đây, mặc dù chỉ có một bắt thôi nhưng mà bắt này aura khá tốt à. Rồi, đầu tiên là một con Rotosaurus. Này quay về cho mấy bạn dễ coi. 6000 luôn. Ray of Chaos. Gì này là cái gì? Kaiushin à? Thần biển. Trời. Mindset Plutan. Và cái cuối cùng là có phải cái cuối cùng không? Có 5 kẹt hả? À, có 5 kẹt chưa phải kẹt cuối cùng à? Để coi. Phôi. Và Uchare. Wow. Trong bắt này thì Uchare khá là hiếm nha. Cái giò này nghe thịnh vượng. Rồi. Cảm ơn mấy bạn. Tạm biệt.